Ở đây là cái chiếc xe school bus nhạt đen. Nó là hàng thương hiệu Fisher Price mà phân khúc Little People. Nó bằng nhựa, tất cả bằng nhựa cực kỳ bền chắc luôn. Về vị trí tài xế nhấn xuống thì nó sẽ phát nhạc và đen. Rồi xe chỉ đẩy chạy thôi, và khi đẩy đi đó thì là hành khách và tài xế sẽ nhấp nhô lên xuống hoặc xoay qua lại. Đây tài xế thì xoay qua lại, còn ghế hành khách thì là nhấp nhô lên xuống. Xe nó sử dụng là hai viên minh tiểu.